Xin chào các bạn, mình là Chiun, mình là một Tarot Reader và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cũng đã một khoảng thời gian dài từ cái video cuối cùng của mình đúng không? Và thời gian tới đây á, thì mình sẽ quay trở lại với nhiều video hay hơn nữa về chủ đề tâm linh này, về chủ đề liên quan tới thông điệp vũ trụ và về chủ đề liên quan tới chữa lành. Thì trong video hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về thôi miên quy hồi, những cái trải nghiệm liên quan tới thôi miên quy hồi của mình và mình đã tìm về tiền kiếp như thế nào. Thì mình đã làm thôi miên quy hồi tổng cộng là 3 lần. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm cụ thể của mình nhé. Mình đã nhớ lại những cái kiếp sống trước như nào và cái bài học của mình là gì, cũng như là cái kinh nghiệm để các bạn có thể làm thôi miên quy hồi thành công, và khi nào các bạn nên làm thôi miên quy hồi và những cái điều mà các bạn nên hỏi trong những cái ca thôi miên quy hồi nhé. Mình nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết về khái niệm thôi miên quy hồi qua những cái cuốn sách, ví dụ như là Muôn Kiếp Nhân Sinh này, hay là Hành Trình Của Linh Hồn này, hay là Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau này. Thì khi bạn làm thôi miên quy hồi á, thì nhà thôi miên sẽ sử dụng những cái kỹ thuật của mình để đưa các bạn trở về, thay vì trở về quá khứ thì các bạn trở về tiền kiếp, những cái kiếp sống trước, để các bạn có thể trả lời những cái vấn đề nó liên quan đến những cái tình huống đang gặp phải ở hiện tại, nó liên quan tới mặt tâm lý này, hay liên quan tới mặt thể chất này, hay là để giúp các bạn tìm được cái sứ mệnh, tìm được cái con đường của mình, hay là bài học của linh hồn của mình. Thì mình bắt đầu làm thôi miên quy hồi, mình có dự định làm thôi miên quy hồi lần đầu tiên á là vào tháng 5 năm 2020. Lúc đó thì mình vừa chuyển từ Sài Gòn về Đà Nẵng và mình có rất là nhiều cái dự định, cũng như là muốn biết rất là nhiều cái câu hỏi nó liên quan tới cái cuộc sống sau này, cái công việc của mình á. Mặc dù mình là một tarot reader và lúc đó thì mình có thể tự xem để mình hiểu được, mình biết hết được những cái thông điệp mà mình cần nghe, nhưng mà mình vẫn muốn có thể là hỏi thêm ý kiến của những cái người khác, tại vì thực ra là cái thời gian đó thì mình vẫn có những cái nỗi sợ ở trong bản thân mình á. Đôi lúc mình vẫn có cái nỗi sợ và có cái sự không có tin tưởng vào bản thân mình về cái con đường mà mình đang đi, nên mình muốn làm thôi miên quy hồi và mình cũng rất là tò mò về những cái kiếp sống trước của mình nữa. Thì liệu mình có phải là Starseed hay không, mình có phải Lightworker hay không, và mình đến trái đất này có khi là kiểu là mình mang một sứ mệnh là để giúp đỡ mọi người, hay là một cái sứ mệnh gì to lớn hay không, và mình cần biết. Đồng thời thì mình cũng có rất là nhiều cái sự liên kết với những cái nền văn minh nữa, và mình muốn biết là có phải nó liên quan tới cái kiếp trước của mình hay không. Thì lần đầu tiên mình làm thôi miên quy hồi á, thì khi mình có dự định làm vào tháng 5 năm 2020 á, thì lúc đó mình làm, mình book lịch với chị Ly, cũng là một cái nhà thôi miên quy hồi rất là nổi tiếng mà nhiều bạn biết. Nhưng mà tại vì lịch trình của hai chị em thì không có trùng khớp với nhau nên mình không có làm được. Đến tháng 9 năm 2020 thì mình mới làm được cái lần thôi miên quy hồi đầu tiên. Và bây giờ khi mình nghĩ lại thì mình thấy đó là tất cả mọi thứ đều là đúng người đúng thời điểm hết nha các bạn. Mặc dù là các bạn có thể rất là nôn nóng để các bạn muốn biết về kiếp trước, các bạn muốn biết về sứ mệnh các thứ, nhưng mà nếu như mà đó chưa phải là thời điểm mà các bạn cần biết thì vũ trụ này, đội hướng dẫn tâm linh của bạn, hay là người dẫn linh hồn, hay là higher self của bạn thì sẽ không có thể cho bạn được làm thôi miên quy hồi, hay là cũng không thể cho bạn biết được những cái điều đó, tại vì nó chưa đến lúc á. Thì vào tháng 9 năm 2020 khi mà mình bắt đầu làm thôi miên quy hồi lần đầu tiên á, thì mình nhớ lại là cái giai đoạn đó mình rất là kỳ vọng về việc được nhìn thấy rất là nhiều kiếp sống này, rồi là mình kỳ vọng có thể tìm được cái sứ mệnh của cái linh hồn của mình này, rồi mình kỳ vọng mình biết rất là nhiều điều về tương lai của mình á. Nhưng mà cái lần làm thôi miên quy hồi đó thì mình nhớ là mình không có nhìn thấy được nhiều đâu các bạn ạ. Khi mà mình được dẫn thiền để vào thôi miên á, thì mình thấy đầu của mình nó rất là nặng luôn, và nó không thể mà thoát ra được khỏi những cái sự nặng nề ở trong cái đầu của mình á. Đồng thời mình cũng có những cái nỗi sợ về cái chuyện là liệu mình có nhìn thấy được những cái gì hay không. Thì cái lần làm thôi miên quy hồi đó, những cái kiếp sống nó chạy qua rất là nhanh, nó như là cái cuộn phim nó tua nhanh á. Tại vì mình thấy mọi người đều chia sẻ là mọi người làm thôi miên, mọi người sẽ nhìn thấy như là mọi người đang xem một cái bộ phim về cái cuộc đời mình, mọi thứ nó sẽ diễn ra và mình sẽ nhìn thấy hết được tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà khi mình làm thôi miên quy hồi các bạn, thì nó không như tưởng tượng của mình. Mọi cảnh nó cứ xẹt qua một cách rất là nhanh chóng và mình không hề nhìn thấy một cái câu chuyện nào rõ ràng hết á. Đầu tiên mình nhớ là mình nhìn thấy có một cái cuộc chiến tranh này, hình như ở 34 có rất là nhiều làng mạc, có rất là nhiều quân lính đánh nhau, và mình cảm giác được cái cảm giác rất là đau khổ về những cái cuộc chiến đó, và tự nhiên mình rơi nước mắt. Sau đó cảnh lại chuyển rất là nhanh, mình nhìn thấy là mình đang bay lượn trên bầu trời, và đó là một cái kiếp sống hình như là ở Trung Quốc thì phải. Mình thấy rất là nhiều cây này và nhiều cái thác nước nó đổ xuống, và cảnh vật nó rất là đẹp. Sau đó thì nó lại chạy qua một cái kiếp sống khác, thì mình thấy mình hình như là mình làm một cái người Viking, mình đội một cái mũ mà có hai cái sừng, và mình có cái râu ở đây rất là dài này, mình mặc áo giáp, và mình đang cưỡi ngựa, mình đi ở trong một cái khu rừng rất là nhiều tuyết á, và hình như là đang tham gia một cái cuộc chiến tranh hay một trận chiến gì đó.
sau đó mình thấy có một cái cỗ xe ngựa nó đi ở đằng sau mình. Thì cái cảnh đó nó lại rất là nhanh chóng, nó lại biến mất. Sau đó thì mình lại nhìn thấy một cái cảnh, thì đây có thể là cái cảnh mà mình nhìn thấy rõ ràng nhất. Đó là một cái kiếp sống của mình mà mình là một cái người tí hon. Mình ở dưới mặt đất, ở trong một cái khu rừng nhiệt đới á. Và mình đang kiểu như là đi kiếm những cái thức ăn, những cái hạt, những cái lá, những cái quả ở trong rừng á. Mình đem về cái hang của mình ở dưới đất và mình nhìn thấy xung quanh mình có rất là nhiều loại động vật. Ví dụ như là kiến này, ví dụ như là nhện này, hay là ví dụ những cái con vật nhỏ nhỏ ở trong rừng á, thì cũng là đào hang ở dưới đất. Thì bọn mình á, cùng chung sống với nhau ở trong một cái thế giới á. Và sau đó thì mình thấy là hình như á, là có một cái trận động đất hay là cái gì đó xảy ra, nó cuốn trôi hết tất cả mọi thứ và mình chết đi. Thì sau đó thì mình luôn cố gắng để mình có thể nhìn thấy nữa, tại vì mình thất vọng vì cái việc là mình không nhìn thấy một cái gì rõ ràng á. Thì mình cố gắng để nhìn thấy thêm những cái điều gì có thể xảy ra nữa, để mình nhìn thấy có một cái vài kiếp mà hình như đó là không phải ở trái đất mà là ở một cái hành tinh khác. Thì là một cái hành tinh mà nó màu tím hết, và cái hành tinh đó có rất là nhiều cái đá, những cái tinh thể á các bạn, pha lê màu tím nó nhọn lên và nó dàn đều khắp cái hành tinh đó, và có cái dòng suối màu tím nữa. Thì phủ ở trên cái hành tinh đó là một cái màn đêm và có rất là nhiều sao, và nó là một cái màu đen và màu tím huyền bí như vậy. Sau đó thì mình nhìn thấy một cái cảnh nữa ở một cái hành tinh nó cũng có rất là nhiều cái tinh thể nhọn như vậy. Thì mình chỉ nhìn thấy được những cái cảnh như thế thôi. Sau đó thì mình khá là thất vọng về những cái điều mình nhìn thấy, tại vì mình không nhìn thấy một cái câu chuyện gì hết. Đến cái phần mà mình kết nối với higher self của mình, higher self là cái tôi cao hơn của mình á. Thì các bạn biết là khi mà linh hồn chúng ta xuống trái đất á, thì chúng ta sẽ không phải là toàn bộ linh hồn của chúng ta xuống đâu, mà nó là một cái phân mảnh của linh hồn xuống đây để học những cái bài học cần học thôi. Còn chân ngã của chúng ta, higher self thì vẫn kết nối với nguồn. Khi mà mình gặp higher self để hỏi những cái vấn đề liên quan tới cuộc sống của mình, lúc đó thì mình hỏi về sứ mệnh của mình này. Mình hỏi về cái chuyện đó là hồi nhỏ mình có nhìn thấy một cái, mình ngồi bên cạnh một con chim phượng hoàng vào cái lúc mình học lớp 2, lớp 3 gì đó, và mình nhớ rất là rõ đến bây giờ. Thì liệu cái biểu tượng đó có ý nghĩa là gì? Và mình hỏi về cái mối quan hệ của mình và lúc đó là người yêu của mình và hiện tại bây giờ là chồng của mình, thì hai người sẽ diễn biến như nào, bài học cần học này. Xong rồi mình còn muốn hỏi thêm về tại sao mình luôn có cái sự gắn bó với cả Nevami Celtic hay là Bắc Âu hay là nàng tiên cá. Mình hỏi rất là nhiều câu luôn, mình muốn hỏi rất là nhiều câu, nhưng mà tại vì cái lúc đó thì mình cảm giác là mình không có được cái sự thả lỏng thoải mái và cái sự kết nối với bản thân mình á. Mình có khá là nhiều cái nỗi sợ và nỗi hoài nghi á, nên là mình không có kết nối được với higher self của mình. Điều duy nhất mà higher self nói với mình đó là hãy cứ sống tiếp rồi mọi chuyện sẽ xảy ra, rồi con sẽ biết được mọi thứ. Thì đó là cái lần thôi miên quy hồi đầu tiên của mình. Mình cũng không nghĩ là sẽ có những cái kiểu như là bạn thôi miên quy hồi không thành công hay là bạn không nhìn thấy cái điều gì cả. Tại vì mình đọc trên sách thì mọi người đi vào cái việc thôi miên rất là dễ dàng, và mọi người rất là dễ dàng để nhìn thấy những cái kiếp sống của mình. Hay là mình xem những cái video trên mạng cũng như thế, mọi người rất là dễ dàng để kết nối với higher self của mình. Nhưng mà mình thì không có làm được điều đó. Và phải đến cái lần thứ hai, lần thứ ba thì lúc đó mình mới bắt đầu nhìn thấy được rõ ràng hơn về những cái kiếp sống của mình, cũng như là mình kết nối với higher self để trả lời được những cái câu hỏi đó liên quan tới cái cuộc đời của mình á, và liên quan tới những cái mối quan hệ xung quanh mình này, cái công việc cuộc sống của mình này. Nên mình muốn nhắc các bạn đó là các bạn hãy chuẩn bị cái tâm thế rất là thoải mái khi các bạn làm thôi miên quy hồi nhé. Có thể là các bạn sẽ không nhìn thấy gì đâu, có thể là các bạn chỉ là một cái màu đen, rồi các bạn chỉ buồn ngủ hay là đầu óc các bạn rất là căng thẳng này. Có thể là các bạn sẽ như mình nhìn thấy những cái kiếp sống nó lướt qua như là kiểu tua nhanh, và các bạn sẽ không hiểu được ý nghĩa đằng sau đó là gì, cũng như là các bạn sẽ không giải đáp được những cái câu hỏi mà các bạn nghĩ là sứ mệnh của tôi là gì, tôi đến đây là gì, liệu tôi có phải là starseed hay không, tôi phải lightworker hay không, hay là tôi nên làm cái gì liên quan tới tâm linh. Thì các bạn hãy chuẩn bị tâm lý là không phải lúc nào các bạn cũng sẽ biết được điều đó, tại vì mọi thứ đều là đúng người và đúng thời điểm hết. Giờ đây khi mà mình nhìn lại về cái chặng đường mà mình đã trải qua, thì mình thấy là tất cả mọi thứ đó đều là sự sắp xếp của vũ trụ hết. Cái lần mà mình làm thôi miên cái hồi nó không thành công kia, nó giúp cho mình biết nhìn nhận hơn về bản thân, biết cách kết nối hơn với bản thân của mình. Và những cái câu hỏi mà cái ngày hôm đó mình hỏi thì sau này nó tự đến với mình, nó tự đến với mình thông qua cái việc mình sống, thông qua cái việc mà mình bắt đầu trải nghiệm cái cuộc sống của mình, thông qua cái việc mà mình tập trung hết sức vào hiện tại, thì mình đã tìm được cái câu trả lời đó, chứ không cần phải là thông qua thôi miên quy hồi. Nên là các bạn hãy chuẩn bị tâm thế, nếu như các bạn không thôi miên thành công thì cũng đừng quá lo lắng về chuyện đó nhé. Thì sau cái lần làm thôi miên quy hồi mà mình không có nhìn thấy được nhiều kiếp sống quá đó,
thì mình bắt đầu tập trung hơn vào bản thân và mình trở thành một người tarot reader chuyên nghiệp, cũng như là mình bắt đầu chia sẻ những cái điều mà mình học được liên quan đến mặt tâm linh này, những cái hiểu biết của mình cho mọi người, và bắt đầu dần dần những cái câu trả lời sáng tỏ hơn. Thì vào cuối năm 2020, lúc đó mình cũng không có ý định là mình sẽ làm thôi miên quy hồi đâu, nhưng mà có một cái buổi làm thôi miên quy hồi miễn phí ấy, và mình đăng ký tham gia nhưng mà cũng không được chọn. Sau đó thì vì một số cái cơ may đến mà cuối cùng thì mình cũng được làm thôi miên quy hồi miễn phí. Và trong cái buổi thôi miên quy hồi đó thì mình rất là nhanh chóng để mà đi được vào những cái tiền kiếp của mình nhá. Thì chỉ cần người làm thôi miên dẫn thiền thôi á, thì mình đã cảm giác là mình có thể đi vào những cái tiền kiếp đó, và mắt của mình nó bắt đầu giật lên và mình vào cái trạng thái thôi miên sâu á. Thì các bạn biết là khi các bạn làm thôi miên á, khi mà các bạn vào cái trạng thái sâu á thì mắt của bạn sẽ giật theo một cái chu kỳ, một cái nhịp độ á, thì mình cũng không nhớ rõ là nó nằm vào cái sóng gì nữa. Nhưng mà khi mà như thế có nghĩa là các bạn đã đi được vào cái trạng thái thôi miên rồi. Thì mình nhìn thấy được khá nhiều cái kiếp sống của mình nhé. Đầu tiên á, thì mình thấy được một cái kiếp sống mình đang còn bay lượn trên bầu trời, và sau đó mình nhìn xuống cái quê nhà của mình thì ở đây là một cái bán đảo. Một cái bán đảo mà nó nằm ở ven biển này, sóng nó vỗ vào bờ và có rất là nhiều cái cây lá kim, nó nằm ở vùng ôn đới, và lúc nào thì sương mù cũng bao phủ á. Nó đẹp và nó rất là hùng vĩ nhưng mà nó cũng rất là buồn. Và tự nhiên khi mà mình nhìn thấy cảnh đó thì mình có cái cảm giác rất là quen thuộc và nước mắt mình bỗng nhiên rơi các bạn. Không hiểu tại sao luôn, tự nhiên có cái cảm giác rất là nhớ nhung và nước mắt bỗng nhiên nó trào ra vậy đó. Sau đó thì mình nhìn thấy mình là một nữ hoàng hay là một bá tước, một hầu tước hay một công chúa gì đó. Mình sống ở trong cái lâu đài rất là nguy nga, rất là đẹp. Nhưng mà kiếp sống đó thì mình trải qua rất là buồn nhá. Mình buồn và mình cảm thấy mình có cái sự cô độc. Sau đó mình nhìn thấy là có rất là nhiều cuộc chiến tranh xảy ra, và có những cái ngôi làng nó bị đánh phá, bị xâm chiếm. Những cái ngôi làng màu trắng á, những cái ngôi lều màu trắng nó bị xâm chiếm hết. Và đến cuối kiếp sống đó thì mình thấy mình chết ở trên tay của một cái cô gái tóc màu đỏ. Và mình cũng không biết đó có phải là cái người mà đi theo mình, yêu thương mình cho đến cái ngày mình kết thúc cái cuộc đời đó, hay là cái người đã giết mình nữa. Nhưng mà trong kiếp sống đó, mặc dù là mình có một cái địa vị rất là cao, mình có được quyền lực, mình cũng rất là xinh đẹp, nhưng mà mình thiếu đi cái sự tự do và mình không được làm những cái điều mình mong muốn á. Và cái bài học ở trong cái kiếp sống đó của mình đó là cái bài học về cái sự tự do, có thể làm những cái điều mình mong muốn và có thể thể hiện được cái bản thân của mình thay vì tự nhốt mình trong một chiếc lồng. Sau đó thì mình lại nhìn thấy cái kiếp sống thứ hai của mình. Thì kiếp sống thứ hai của mình rất là vui, nó giải thích được cho mình là vì sao mình luôn có sự gắn bó với cả Bắc Âu này, với nền văn minh Celtic này, hay là với người Viking. Thực sự là mình rất là có những cái sự gắn bó với những cái nền văn minh liên quan tới Celtic, Viking và Bắc Âu luôn. Mình luôn có cái cảm giác thân thuộc khi mà nhắc đến Bắc Âu, những cái chuyện thần thoại Bắc Âu hay là nhắc đến con người Bắc Âu á, thì mình luôn có cái cảm giác như là đó là cái quê nhà của mình vậy. Và trong cái kiếp sống tiếp theo mà mình nhìn thấy á, thì mình nhìn thấy mình là một cái... Các bạn có thể xem phim Nữ Hoàng Băng Giá thì các bạn sẽ thấy thạch yêu. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái yêu tinh bằng đá. Thì đó là mình ở trong cái kiếp sống đó. Mình là một cái thạch yêu và mình sống ở cái hang động ở dưới đất. Và cái công việc của mình đó là chuyên giúp các pháp sư người Celtic á, các pháp sư nấu thuốc rồi chế tạo thuốc bằng thảo mộc á. Thì mình thấy mình đang mình cùng với một cái cộng đồng những cái thạch yêu của mình á, bọn mình sống thành một cái bộ tộc, nó rất là vui vẻ, suốt ngày hát ca rồi là đi dạo ở trong rừng, rồi là sau đó thì hái lá rồi chế biến thuốc. Thì mình thấy bọn mình đang còn đứng ở dưới một cái gốc cây, có thể là cây liễu, cây hình như là cây liễu hoặc là cây sồi. Thì đây là đều là những cái loại cây mà nó rất là tâm linh đối với người Bắc Âu luôn nhá. Mình thấy mình đang đứng ở dưới gốc cây á, và phía trước mình là một cái chum rất là to này. Mình đang kiểu nấu thuốc, đang khuấy thuốc ở trong cái chum đó, và bọn mình kiểu hát hò vui vẻ, hát ca. Nói chung là đó là một cái cuộc sống rất là thoải mái. Mình cũng lại sống ở dưới lòng đất, mình cũng là những cái sinh vật nhỏ bé như là cái lần thôi miên quy hồi lần đầu tiên mà mình nhìn thấy á. Nhưng mà lần này mình là thạch yêu nhá. Và cái bài học ở trong cái kiếp sống đó của mình đó là cái bài học về cái sự yêu thương nhau này, cái bài học về cái việc đó là được sống tự do và thể hiện cái bản chất của mình. Sau đó thì mình nhìn thấy một cái kiếp sống cuối cùng của mình. Kiếp sống đó thì mình nhìn thấy là đây là một cái con đường, như con đường tơ lụa. Mình đang đi ở trên sa mạc, mình đang cưỡi một con lạc đà, và xung quanh mình có rất là nhiều đoàn người, rất là nhiều tùy tùng các thứ. Mình mang áo quần như là người châu Á, như là người Trung Quốc vậy, nhưng mà mình á lại là người châu Âu. Mình lúc đó mình là một người đàn ông nhá, mình là một cái người đàn ông, và mình rất là cao lớn này,
mình có một chiếc mũi khoằm và mình có rất là nhiều râu, có cái kiểu là râu râu kẽm ở hai bên này này. Và mình chuyên là đi buôn bán các hàng hóa, mình chuyên đi buôn bán các hàng hóa là từ chỗ này sang chỗ kia, và cái vùng đất mà mình hay lui tới là vùng đất ở Trung Quốc. Sau đó thì mình thấy là mình bước vào trong một cái hang động và có những cái người quân lính là đang theo dõi mình đi vào trong cái hang động đó. Và trong hang động đó thì mình thấy là trong hang động đang có giam giữ một cái người ngoài hành tinh. Mình rất là bất ngờ khi mà mình nhìn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện ở trong cái kiếp sống của mình như vậy. Tại vì mình nghĩ là mình sẽ nhìn thấy những cái kiếp mà mình là người ngoài hành tinh cơ, nhưng mà không, mình thấy mình đang giam giữ một người ngoài hành tinh, hình như là để kiểu tra khảo để biết những cái công nghệ hay những cái năng lượng mà họ sử dụng á. Sau đó thì mình thấy cảnh vật nó tua đi rất là nhanh, và mình thấy mình trở về quê nhà của mình, và lúc đó mình như kiểu là mình học được những cái công nghệ, những cái kỹ thuật của người hành tinh á. Sau đó mình thấy là mình đang xây dựng một cái công trình gì đó rất là lớn, và nó hút nước ở dưới biển lên, làm cho mọi thứ xung quanh khô cạn luôn để thực hiện cái công trình của mình. Và mình đi cùng với một cái người hợp tác chung với mình, và mình cười rất là kiểu như mình cười kiểu nụ cười của người chiến thắng á. Nhưng mà lúc đó mình kiếm được rất là nhiều tiền và mình có quyền lực, nhưng mà mình rất là cô độc ở trong cái kiếp sống đó luôn. Sau đó thì mình rất là muốn hỏi xem thử chồng của mình hiện tại á, thì là ai ở trong cái kiếp sống, những cái kiếp sống đó của mình. Tại vì mình nghe nói là nếu như mà bạn nhìn á, thì bạn có thể biết là ai là những cái người mà đã từng liên quan đến trong những kiếp sống kia của bạn á. Ví dụ như bạn nhìn vào một kiếp sống, bạn có thể biết là chồng của bạn là ai, ba mẹ của bạn là ai, hay là bản thân của bạn là ai. Thì lúc đó mình hỏi là chồng của mình là ai, thì mình nhìn thấy một cái hình ảnh của một cái cô gái rất là đẹp và đang ôm một đứa con. Và mình, cái câu trả lời hiện lên trong đầu mình á, thì đó, chồng của mình trong kiếp này á, là vợ của mình ở trong kiếp trước. Bọn mình đã từng có một cái quá khứ nó rất là đẹp, hai người rất là yêu thương, rất là trân trọng nhau và có một gia đình rất là hạnh phúc. Cho đến khi mà mình rất là đam mê quyền lực và đam mê cái việc kiếm tiền, thì mình đã bỏ đi để mình có thể xây dựng cái cuộc sống, cái ước mơ của mình, và mình không còn quan tâm đến vợ con và gia đình của mình nữa. Thì cái điều đó cũng trả lời được cho cái vấn đề ở trong kiếp sống hiện tại bây giờ, là mình rất hay phải chờ chồng mình. Tại vì chồng mình thì thường làm về trễ hơn mình này, rồi là chồng mình thường phải họp khuya này, hay là chồng mình khá là bận bịu á, và mình phải là người cái chờ chồng mình. Thì mình hiểu được ra là thì ra đây là cái bài học mà hai người đều phải trải qua. Trong kiếp sống trước thì chồng mình thì phải chờ mình, chờ đợi mình rất là nhiều và phải mong ngóng mình. Trong kiếp sống hiện tại thì mình cũng như thế, để cùng nhau học được những cái bài học, hiểu được những cái cảm giác của nhau á. Sau đó thì sau khi mà mình nhìn thấy được ba kiếp sống đó, thì mình kết nối được với spirit team của mình á. Spirit team thì là gì? Spirit team thì là cái đội bảo hộ tâm linh của bạn, là những cái thực thể tâm linh á, đi theo bảo vệ bạn, chăm sóc cho bạn hay là hướng dẫn bạn trong cái hành trình. Thì mình nhìn thấy có bốn người. Người thứ nhất là một cái người mà người có ánh sáng màu bạc này. Người thứ hai á là một cái vị vua. Thứ ba là một nữ hoàng. Và thứ tư là một cái bà như kiểu là bà tiên á. Thì mình thấy khá là giống với những nhân vật trong phim Thumbelina, cô bé tí hon á. Thì mình sẽ để hình lên đây để các bạn có thể nhìn, các bạn nhìn rõ hơn nhé. Thì mình thấy những cái người hướng dẫn linh hồn của mình á, thì xuất hiện dưới cái hình dạng đó, và mọi người ôm mình vào lòng á, truyền cho mình được những cái ánh sáng của tình yêu, những cái ánh sáng của hạnh phúc. Và mọi người bảo là mọi người luôn đi theo, luôn dõi theo, ủng hộ mình. Và cái cảm giác ấm áp khi mà được mọi người ôm vào lòng đó, thì mình vẫn nhớ rất là rõ. Từ cái lúc mà mình làm từ cuối năm ngoái đến bây giờ, mình vẫn nhớ được những cái cảm giác đó luôn. Và trong cái lần làm tôn biên đó, thì mình nhớ là còn có một cái phần đó là gọi những cái linh hồn mà chưa có được siêu thoát á, thì mọi người hay gọi là vong á, đi theo để mà kiểu như là hóa giải cho những cái linh hồn đó. Thì lúc đó mình cũng theo cái hướng dẫn của người làm thôn miên, thì mình cũng gọi những cái người đó đến, thì cũng thấy những cái người đó xuất hiện xung quanh mình. Và sau khi mình chia sẻ là mong mọi người có thể đến trở lại với nguồn, và mọi người có thể đầu thai để có một cái cuộc sống khác, có những cái bài học khác, thì mình thấy là tất cả các linh hồn đều đi, nó rất là nhẹ nhàng, chỉ có 2-3 linh hồn gì đó ở lại. Thì sau khi mình hỏi người hướng dẫn cho mình đó là hỏi xem họ là ai, thì mình biết đây là những cái người lính. Các bạn nhớ không, lúc mà mình nói là mình đi vào ở trong cái hang động á, thì có những cái người lính đang theo dõi mình á. Thì mình thấy những cái người này là những cái người lính này mặc áo quần như kiểu nhà Thanh nhá, mặc áo quần như là lính nhà Thanh á. Thì những cái người này mình thấy là khi mà những cái người này bị mình phát hiện á, thì mình đã đem những cái người này vào trong hang và hình hay là tra tấn gì họ á. Thì bây giờ họ vẫn còn đi theo mình, và sau khi hóa giải những cái cảm xúc tiêu cực đó, thì họ cũng vui vẻ ra đi. Và mình
nhận thêm được một cái sự ánh sáng, những cái ánh sáng hay là những cái tình yêu đến từ nguồn á, từ người hướng dẫn linh hồn của mình á, và mình cảm thấy cái kiếp sống đó nó là những cái điều mà mình trải qua nó rất là nhẹ nhàng, rồi là nó cũng không có dữ dội như là các bạn khác mà có những cái trải nghiệm khá là dữ dội về kiểu ma quỷ hay là vong hay là linh hồn các thứ đi theo á, thì những cái kiếp sống của mình mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng thôi. Những cái kiếp sống mà mình nhìn thấy này, qua lần thôi miên thứ nhất rồi qua lần thôi miên thứ hai, thì nó cũng giúp đỡ mình rất là nhiều trong hiện tại á. Mình hiểu được là tại sao mình có sự gắn bó với nền văn minh Celtic, cũng như là mình rất là có cái bài học về cái khao khát, cái nhu cầu về cái chuyện là được tự do làm những cái điều mình mong muốn. Thì có kiếp sống thì mình đã không được tự do làm những cái điều mình muốn, mình sống một cách là rất là tù túng á. Có kiếp sống thì mình lại quá là đam mê để làm những cái điều mong muốn và không có quan tâm đến những cái người xung quanh của mình. Và cái bài học của mình về tình yêu thương, bài học về cái sự tự do cũng là cái bài học mà hiện tại mình đang học, cũng như mình cảm nhận được cái nguồn năng lượng từ nguồn, mình cảm nhận được nguồn năng lượng từ spirit team của mình, và nó có những cái sự kích hoạt, có những cái sự yêu thương mà mình cảm nhận được nhiều hơn. Tất nhiên là không phải như những bạn khác, có những cái bạn khi mà các bạn vẫn chưa có hình dung được cái con đường sắp tới của mình như nào, và các bạn cần phải biết nhớ về những cái sứ mệnh hay những cái bài học của mình, thì các bạn sẽ có những cái sự thay đổi lớn hơn. Còn mình thì qua hai lần thôi miên thì nó cũng giúp mình hiểu thêm về những cái tiền kiếp, những cái sự liên hệ của mình với những cái nền văn minh hay là những cái điều mà mình luôn cảm thấy thân thuộc á. Tuy nhiên thì mình vẫn tiếp tục bước đi trên cái con đường mà mình hiện tại đang đi thôi, đó là cái việc mà chia sẻ này, việc làm tarot reader này, hay cái việc chia sẻ những cái thứ liên quan tới tâm linh, rồi cái việc viết lách nữa, thì nó tiếp thêm động lực cho mình trên cái con đường đó. Nhưng mà nó cũng không phải là cái sự gọi là thay đổi lớn lao quá hay là tìm ra cái sứ mệnh cuộc đời, tại vì thực ra là mình đã đi trên cái con đường đó rồi. Và như là cái lần đầu tiên á, khi mà mình hỏi hai yourself mình bảo là cứ sống đi rồi là tất cả mọi câu trả lời đều sẽ được đưa đến, thì công nhận là những cái câu trả lời nó đã được đưa đến thông qua cái việc là mình sống và cái việc là mình hành động, cái việc mình cố gắng mỗi ngày, thì mình nhìn thấy được điều đó. Tuy nhiên là vào trong năm nay này, cách đây tầm 1-2 tháng, thì vào tháng 4 thì mình lại được thôi thúc để làm thôi miên cứ hồi lại lần thứ 3, tại vì đây là một cái giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của mình. Và cái lần này thì mình đã thấy được rất là nhiều thứ mà mình không thể ngờ được là mình đã nhìn thấy luôn. Mình giải đáp được rất là nhiều câu hỏi đó liên quan tới cái tiền kiếp của mình, cái sứ mệnh của mình này. Đồng thời mình cũng nhìn thấy được tương lai của trái đất nữa, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm đó ở trong cái video tiếp theo của mình nhé. Mình hy vọng là cái video hôm nay thì đã hữu ích cho các bạn. Và nếu như các bạn có cái câu hỏi nào các bạn muốn hỏi thêm về làm thôi miên quy hồi này, các bạn muốn hỏi thêm về cái cách để mà tìm được cái tiền kiếp của mình, hay là ví dụ những cái bài học từ tiền kiếp đã ảnh hưởng đến bây giờ, thì các bạn cứ nhắn tin ở phía dưới cho mình nhé. Thì mình sẽ cố gắng để trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn. Và các bạn hãy đón xem cái video thứ hai của mình về cái trải nghiệm thôi miên quy hồi lần thứ 3 của mình. Đây là một cái lần thôi miên mà mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Và những cái trải nghiệm đó thực sự là rất là hạnh phúc khi mà mình có thể kết nối và mình gặp được higher self của mình luôn. Thì mình sẽ chia sẻ trong video tuần sau nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên là đăng ký kênh của mình để theo dõi thêm những cái video khác liên quan tới tâm linh này, vũ trụ và chữa lành nhé. Tạm biệt các bạn.